đạp rất khó nha. Châu, cho biết. Vậy bạn Bi có thấy con to giới thiệu bộ này gì nè? Bộ tập hay hơn. Tập thể hình hả? Gần đúng. Cái tên đúng đó là con biết gì không? Cái này là xếp hình thể thao. Thể thao là sao? Là những cái môn thể thao á. Ví dụ như là gì? Này đua xe đạp đúng không? Này chạy bộ đúng không? Rồi bóng rổ nè. Rồi được gì nữa ta? Bơi lội nè. Bi. Này bơi lội. Rồi cho bạn Bi xếp nha. Rất là khó hả Bi? Cũng đâu khó đâu. Bạn Bi đang xếp cái gì? Xếp đua xe đạp đúng không? Người đua xe. Đua xe. Đây các bạn. Hơi khó vậy. Tổng cộng là nhiêu chi tiết Bi? Này là bằng gỗ 28, các bạn. 28 23 đúng không? 23 chi tiết. 23 chi tiết thì một lúc mình có thể xếp được 2 môn đúng không? Mà môn xe đạp là không xếp được 2 môn mà đó. Môn xe đạp xếp có 1 môn mà. Tại chiếc xe đạp nó nhiều chi tiết quá. Đó còn môn. Giống chưa? Nè. Giống chưa? Để mà xoay lại, xoay lại. Đây, bạn Nam Khang là bạn Bi đó. Bạn đã xếp được cái bộ này. Bạn thấy thích không? Dạ thích. Ủa, vậy là đua xe đạp là xếp một lần là hết 2-3 chi tiết luôn. Full chi tiết luôn. Rồi bây giờ Bi có thể sáng tạo hình nào khác cho mẹ được không? Ok. Ok. Ủa hai con người sao giống nhau vậy? Khác chứ, cái chân đó. À cái chân hả, cái chân cong. Cái tư thế của họ khác nhau mà nghe. Bây xếp cho các bạn xem hình đây đi. Ai bên lội đi Bi. Bên lội không? Bên lội một lúc luôn á. Hết mùa, hết chi tiết luôn phải không? Cái màu đỏ nhỏ trước rồi. Cái màu cam. Con biết cái này là gì không? Bên lội. Nước. Nãy mà quên chụp hình cái chiếc xe đạp của bây giờ vậy. Quay phim thôi. Xong nữa. Cái màu gì? Rồi nè cô Bi ăn. Gì ngắn. Có người thì làm bằng cái gì? Xăng lá. Ok. Cái này có đầu này ha, mình xăng. Hai cái xăng. Vậy lấy cái đầu cam đi. Hai cái xăng tròn. Hai xanh tròn. Hiểu rồi. Xăng lá. Rồi. Con lấy đi. Vì sao tôi vậy thôi? Tự chú lấy đi chú. Mỗi tay quá. Xăng dương biển. Màu cam. Còn dư chi tiết nữa không? À quên rồi. Dư chi tiết bonus thêm đi. Rồi, xài.